chưa? 110 tháng. Đây là cười. Ai có cái lửa ta xin cái gì à? Cười nhé. Ai chưa? Cười 110 tháng. Cùng toàn thể các anh các chị,
Hôm nay là ngày sinh nhật của thầy Viền và cũng là cháu chị em chúng tôi và cũng là ngày kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 2017 chúng tôi được vinh dự sinh ra trong tháng này và đúng ngày này hôm nay chúng tôi đến đây để tỏ lòng cảm ơn các thầy, các cô, ban cán sự lớp và cùng toàn thể tất cả các chị ở trong câu lạc bộ đã tổ chức lên cái buổi sinh nhật của 7 thành viên, trong đó có thầy Viền chủ nhiệm lớp của chúng ta, đó là điểm rất vinh dự. Tôi xin thay mặt 6 chị em xin chân thành cảm ơn các thầy, ban cán sự lớp và cùng toàn thể các chị em đã tổ chức ngày.